38 Hòa thượng giảng vào ngày mùng 2 tháng 12 năm 1992 Phật tử hỏi: Bạch Hòa thượng, Lăng Nghiêm Diệu Định ở đây là một loại định, nhưng ở trước nó lại liên quan với Tam chỉ Tam quán như thế nào? Hòa thượng: Tam chỉ Tam quán chỉ là những thí dụ, còn về nguyên lý thì chẳng có gì khác nhau. Đệ tử: Nhưng nó vẫn không phải là Lăng Nghiêm Diệu Định hay sao? Hòa thượng: về sau hành giả có thể chứng nhập lăng nghiêm diệu định điều này tôi giải thích có phần khác nhau tùy theo mỗi pháp hội có thể nơi đây tôi sẽ giảng giải sâu hơn như khi một chú bé lớn lên nó đã từng làm nhiều việc khác nhau dù nó vẫn mang tên ấy và vẫn là con người ấy có nhiều sự việc thay đổi nhưng con người vẫn không khác Điều ấy có thể giảng giả như thế này ở nơi đây và nơi kia, thì giảng nói bằng một cách khác, nếu quý vị cứ khăng khăng bám vào một cách nhất định, thì khó hiểu được đạo. Phật tử nhưng chỉ với một dạng căn cơ trí huệ nào đó, Hòa Thượng mới dùng phương pháp như vậy. Hòa Thượng, xin trích dẫn bài kệ, không thủ bà sừ đầu, bộ hành kỵ thủy niu, nhân tại kiểu thượng quá kiểu lưu thủy bất lưu nghĩa là tay không cầm lưỡi cày đi bộ lưng trâu ngồi người ở cầu đi qua cầu trôi nước chẳng trôi xin hỏi ông bài kệ thiền này có ý nghĩa ra sao chẳng có gì kỳ đặc cả dĩ nhiên là tay ông phải rảnh rang mới cầm cày được nếu tay ông cầm vật gì rồi thì không thể cầm cày được nữa nhiều người hỏi làm sao cầm cày với tay không họ không hiểu vì họ không chịu quay đầu lại đó là một dạng thiền ngữ phật tử các vị thiền sư thường nói bằng một cách kỳ quái như vậy nên ngay khi các vị ấy nói về một vấn đề rất hợp lý người ta vẫn không hiểu nổi những gì các vị ấy nói hòa thượng các vị thiền sư khi nói một điều gì là thích hợp cho một căn cơ riêng biệt nào đó nếu nay các ông bàn về những điều ấy cũng chẳng khác gì vẽ lại một con vật mà nó thay đổi thường xuyên nó sẽ không giống tí nào cả các vị thiền sư có chủ ý khi nói bằng lối kỳ quặc như vậy chủ yếu là để quý vị không hiểu được cái gì cả